Căng thẳng Mỹ-Trung tuần qua lại rực lửa khi 3 chiến hạm Mỹ bám đuôi tàu sân bay Trung Quốc trên Biển Đông. Giữa lúc Biển Đông sụp sôi lại có ý kiến cho rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nhiều hơn nữa trong tương lai. Động thái chắc chắn sẽ khiến cho Trung Quốc thêm tức giận. Căng thẳng với nhau là vậy, tuy nhiên vẫn có những điểm mà Mỹ-Trung muốn cùng nhau giải quyết, đó chính là biến đổi khí hậu. Theo đó, mới đây hai nước đã ra tuyên bố chung về cách ứng phó với vấn đề này. Trong khi đó, căn cứ Mỹ tại Iraq tiếp tục bị 5 quả rocket nã dồn dập, khiến cho ít nhất 5 người thương vong. Liên quan đến Nga, Mỹ cảnh báo sẽ không để yên nếu Nga để nhà đối lập Alexei Navalny chết trong tù. Sau khi Cộng hòa Séc trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga, Nga lập tức báo thù bằng cách trục xuất lại 20 người. Các thông tin tiếp theo, đàm phán hạt nhân Iran chính thức bước vào vòng thứ hai. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bảo tàng Hagia Sophia, hay còn được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, đang được trùng tu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến nhất. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin thế giới hôm nay, ngày đầu tuần. Tú Trinh xin kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là màn áp sát căng thẳng trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc. Vài ngày sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tàu đổ bộ USS Makin Island rời khỏi Biển Đông. Mới đây, theo video do thủy thủ Mỹ công bố, tiêm kích của nước này đã đáp xuống tàu sân bay Liêu Ninh, trong khi ảnh vệ tinh cho thấy 3 chiến hạm Mỹ bám theo tàu Trung Quốc. Video chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm 17 tháng 4 cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh di chuyển trên Biển Đông dường như được quay từ tàu khu trục Mỹ. Trong video, một tiêm kích J-15 hạ cánh xuống tàu sân bay Liêu Ninh khiến các thủy thủ thốt lên tiếng trầm trồ. Xung quanh tàu sân bay Trung Quốc là đội hình hộ tống, gồm ít nhất một tàu khu trục phòng không Type 052D và một tàu khu trục hạng nặng Type 055. Ảnh vệ tinh được chụp hôm 16 tháng 4 cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh di chuyển trên Biển Đông cách căn cứ Du Lâm tại đảo Hải Nam, gần 500 km về phía Đông Nam. Lực lượng Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh, một tàu khu trục Type 055, hai tàu khu trục phòng không Type 052D, một tàu hộ vệ tên lửa Type 054A, và tàu hậu cần Type 901 di chuyển sát đội hình Trung Quốc ở ba hướng là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Căng thẳng tại Biển Đông gia tăng từ hôm 7 tháng 3 khi hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu tại bãi Ba Đầu trong lãnh hải đảo sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, kết thành hàng dài không đánh bắt cá, đưa ra giải thích là đang trú ẩn dù thời tiết không xấu. Theo Focus Taiwan, sau cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 vừa qua tại Washington, các học giả Đài Loan dự đoán rằng Mỹ sẽ hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ Đài Loan trong tương lai. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo có nói rằng chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1969 tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo hai bên đề cập trực tiếp đến Đài Loan. Cụ thể, theo ông Kuo Yujen, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc và Châu Á-Thái Bình Dương tại Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn nói với CNA hôm thứ Bảy rằng tuyên bố chung của Mỹ và Nhật Bản đưa ra sau cuộc họp bày tỏ một cách rõ ràng ý định của hai nước trong việc mở rộng các nỗ lực an ninh chung tới eo biển Đài Loan. Ông Kuo dự đoán rằng Mỹ sẽ thực hiện cách tiếp cận thực chất hơn để bảo vệ Đài Loan trong tương lai và sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan. Theo đạo luật quan hệ Đài Loan, vốn là nền tảng cho mối quan hệ không chính thức của Đài Loan và Mỹ, Mỹ cam kết sẽ cung cấp vũ khí cho Đài Loan để giúp hòn đảo này duy trì khả năng phòng thủ của mình. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ công khai kế hoạch triển khai quân đội để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược quân sự. Tuy nhiên, ông Kuo lưu ý, tuyên bố chung có khả năng khiến Bắc Kinh tức giận. Điều này có thể khiến nước này điều thêm máy bay quân sự và tàu thuyền đến gần Đài Loan. Giáo sư nói Đài Loan cũng nên chuẩn bị cho các cuộc đối đầu tiêm tàng giữa Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc ở khu vực gần Đài Loan. Thưa quý vị, một động thái của Đài Loan chắc chắn sẽ chọc giận Trung Quốc. Mới đây, Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản Đài Loan JTEA đã nâng quốc kỳ của Nhật Bản, bất chấp sự phản đối từ phía Bắc Kinh. Theo ông Furuya Keiji, chủ tịch của JTEA giải thích trong một tweet rằng việc trưng bày quốc kỳ Nhật Bản ở lối vào văn phòng nên là một chuyện đương nhiên. Ông nhấn mạnh rằng các nền dân chủ phải hợp sức cùng nhau để chống lại Bắc Kinh. Mặc dù có liên quan đến JTEA, bức ảnh do ông Furuya chia sẻ dường như là nơi ở của đặc phái viên Nhật Bản tại Đài Loan, Izumi Hiroyasu, thay vì văn phòng đại diện. Theo CNA, nơi ở của ông Izumi ở khu vực Yangmingshan đã bắt đầu treo cờ Nhật Bản vào tháng Giêng. Sau vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm gần đường hầm Danquanshu ở huyện Hoa Liên vào ngày 2 tháng 4, nơi này đã hạ cờ rụ xuống trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Bài đăng của Furuya hôm thứ Bảy được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Đây là tuyên bố đầu tiên của lãnh đạo hai nước đề cập đến vấn đề Đài Loan kể từ năm 1969. Tokyo bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh vào năm 1982 sau khi cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Vào tháng 12 năm đó, JTEA được thành lập để duy trì các liên kết thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi giữa Nhật Bản và hòn đảo. Mới đây, Trung Quốc và Mỹ đã ra tuyên bố chung liên quan đến việc đối phó với các nguy cơ về khí hậu. Tuyên bố chung được phía Trung Quốc công bố sau cuộc hội đàm diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 tại Thượng Hải giữa đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu là ông John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa. Theo đó, hai bên mong đợi hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu do Mỹ tổ chức từ ngày 22 và ngày 23 tháng 4 tới và sẽ thảo luận nhiều vấn đề hơn. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết phối hợp trong nhiều cơ chế đa phương nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến khí hậu. Tuyên bố nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ dốc sức hợp tác với nhau và các nước khác cũng giải quyết khủng hoảng khí hậu và ứng phó dựa trên tính nghiêm trọng, cấp bách của vấn đề, chung tay và cùng các bên khác tăng cường thực thi Hiệp định Paris. Bên cạnh đó, hai bên còn tuyên bố sẽ thực hiện các hành động ngắn hạn khác để đóng góp hơn nữa vào giải quyết khủng hoảng khí hậu. Như vậy, xây dựng chiến lược dài hạn của mỗi bên nhằm thực hiện trung hòa carbon và đưa phát thải khí nhà kính về không, có hành động thích hợp nhằm mở rộng tối đa đầu tư và huy động tài chính quốc tế hỗ trợ các nước đang phát triển chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch carbon cao sang năng lượng xanh, carbon thấp và năng lượng tái tạo, tiếp tục thảo luận về các hành động giảm phát thải cụ thể trong những năm 2020 nhằm đạt được các mục tiêu hạn chế tăng nhiệt phù hợp với thỏa thuận Paris trước và sau hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Hai bên cho biết sẽ hợp tác thúc đẩy thành công hội nghị COP26 tổ chức tại Glasgow và hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học diễn ra tại Côn Minh. Thưa quý vị, sau chặng dừng chân tại Trung Quốc, thì đặc phái viên Mỹ ông John Kerry vào hôm 17 tháng 4 đã tới Seoul, Hàn Quốc như một phần trong chuyến công du được cho là có mục đích nâng cao tham vọng khí hậu toàn cầu trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 4. Tại đây, hai nước đã có quan điểm rất khác nhau về kế hoạch xả nước thải bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản ra biển. Mặc dù giới chức Hàn Quốc vừa nêu quan ngại với đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry về quyết định gần đây của Nhật Bản liên quan tới kế hoạch xả thải gây tranh cãi này, tuy nhiên ông John Kerry lại khẳng định Mỹ tin tưởng vào tính minh bạch của kế hoạch. Trong bữa tối làm việc với đặc phái viên Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kuo Yujen đã bày tỏ mối quan ngại của chính phủ và người dân nước này trước quyết định xả thải của Nhật Bản, đồng thời đề nghị phía Mỹ quan tâm và hợp tác để Nhật Bản nhanh chóng cung cấp thông tin một cách minh bạch về kế hoạch này. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ John Kerry trong một cuộc họp bàn tròn với giới truyền thông hôm nay lại khẳng định Nhật Bản đã đưa ra quyết định một cách minh bạch và nước này sẽ tiếp tục tuân theo các thủ tục hợp lệ. Mỹ cũng tin tưởng chính phủ Nhật Bản đã tham vấn rất kỹ lưỡng với IAEA về kế hoạch của mình. Còn Ngoại trưởng Mỹ đồng thời nhấn mạnh cam kết Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch xả thải của Nhật Bản nhằm đảm bảo rằng không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sức khỏe cộng đồng. Quan điểm này của Mỹ có vẻ như hoàn toàn trái ngược với mối quan ngại hiện tại của Hàn Quốc. Hàn Quốc cho rằng Nhật Bản đã vội vã đưa ra quyết định xả thải mà không tham vấn các nước láng giềng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thậm chí còn yêu cầu xem xét khả năng đưa vụ việc ra tòa án quốc tế về luật biển ITLOS. Vào ngày 16 tháng 4, Nhà Trắng cho biết là Tổng thống Joe Biden trong tháng tới sẽ nâng mức giới hạn về tiếp nhận người tị nạn sau khi hứng chịu chỉ trích từ trong đảng. Trước đó cùng ngày, ông Biden ký quyết định khẩn cấp nêu rõ việc tiếp nhận 15.000 người tị nạn trong năm nay vẫn là hợp lý vì những lo ngại về nhân đạo và lợi ích quốc gia. 15.000 người là giới hạn do cựu Tổng thống Donald Trump đề ra. Ông Biden từng cân nhắc việc nâng giới hạn lên 62.500 người. Tuy nhiên, thay vào đó, Tổng thống mở rộng điều kiện nhập cư. Động thái này đảo ngược cam kết ông Biden đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Số người tị nạn được phép tái định cư ở Mỹ mỗi năm giảm từ 85.000 xuống còn 15.000 người dưới thời ông Trump. Người thường cho rằng dân nhập cư là mối đe dọa an ninh. Hành động của ông Biden đã hứng chịu một loạt lời chỉ trích từ đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Dick Durbin của Illinois, nhà lãnh đạo Dân Chủ số 2 tại Thượng viện, nói giới hạn đặt ra ban đầu là không thể chấp nhận. Bà Alexandria Ocasio-Cortez, hạ nghị sĩ Dân Chủ của New York, viết lên Twitter: "Hoàn toàn không thể chấp nhận được, ông Biden hứa sẽ chào đón những người nhập cư và mọi người bỏ phiếu cho ông ấy vì lời hứa đó." bà Ocasio-Cortez kêu gọi việc ủng hộ các chính sách bài ngoại và phân biệt chủng tộc của chính quyền Trump, bao gồm cả hạn chế người tị nạn là sai lầm. Hãy giữ lời hứa của ông. Trong cuộc họp báo chiều 16 tháng 4, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, bà Psaki nói ông Biden đã bàn bạc với các cố vấn để xác định số người tị nạn thực tế có thể được nhận vào Mỹ từ nay đến ngày 1 tháng 10, thời điểm kết thúc năm tài khóa. Người phát ngôn cho biết với chương trình tiếp nhận người tị nạn yếu kém mà chúng tôi được thừa hưởng, bây giờ không có khả năng ông Biden có thể tăng giới hạn lên 62.500 như đã đề xuất với Quốc hội 2 tháng trước. Tuy nhiên, các cố vấn đã hối thúc ông Biden hành động ngay lập tức để đảo ngược chính sách cấm người tị nạn từ nhiều khu vực quan trọng và cho phép các chuyến bay từ những khu vực đó bắt đầu trong vòng vài ngày. Và cũng liên quan đến Mỹ, theo Reuters, mới đây 5 quả pháo phản lực rocket bắn vào căn cứ Balad gần thủ đô Baghdad, nơi triển khai nhiều nhà thầu Mỹ khiến ít nhất 5 người bị thương. Cụ thể, có 2 quả đạn rơi trúng khu nhà ở và căng tin của công ty Mỹ Sallyport, khiến 2 nhà thầu nước ngoài và 3 binh sĩ Iraq bị thương. Phát ngôn viên Liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq là Wayne Marotto cho biết không có người Mỹ nào ở căn cứ này vào thời điểm xảy ra sự việc. Đây là lần thứ 2 căn cứ Balad bị tấn công trong vòng 1 tháng qua. Ít nhất 20 vụ phóng rocket hoặc đánh bom nhằm vào lợi ích của Mỹ đã diễn ra tại Iraq kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền vào đầu năm nay. Chuyển sang một thông tin tiếp, sau khi bác sĩ riêng của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny cùng với 3 bác sĩ khác yêu cầu quan chức nhà tù cho phép tiếp cận ông bởi sức khỏe của ông này đang xấu đi nhanh chóng, ngay lập tức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gửi thông điệp cảnh báo Nga là sẽ đối mặt với hậu quả nếu để cho ông Navalny chết trong tù. Cụ thể, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo, chúng tôi đang cân nhắc các biện pháp cụ thể sẽ áp đặt và tôi sẽ không công khai vào thời điểm này, nhưng chúng tôi cảnh báo sẽ có hậu quả nếu ông Navalny tử vong. Ngoài Mỹ, EU cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sức khỏe của ông Navalny và kêu gọi thả ông ngay lập tức và phi điều kiện. Vào ngày 31 tháng 3, ông Navalny đã tuyên bố tuyệt thực nhằm đòi quyền điều trị tích cực bệnh đau lưng và tê chân tay. Ông đang thực thi án 3,5 năm tù vì vi phạm các điều khoản của án treo về tội tham ô năm 2014. Các bác sĩ cho biết việc tuyệt thực có thể khiến tình trạng của ông Navalny trầm trọng hơn. Nồng độ kali trong máu của ông đang ở mức 7,1. Người có chỉ số cao hơn 6 thường phải điều trị ngay lập tức. Chỉ số này nghĩa là chức năng thận suy giảm, tim có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Tiếp một thông tin liên quan đến Nga và Cộng hòa Séc. Căng thẳng giữa hai nước này đã gia tăng đáng kể khi vào ngày 18 tháng 4, Nga thông báo trục xuất 20 nhân viên ngoại giao của Cộng hòa Séc trong động thái đáp trả quyết định mà Moscow coi là chưa từng có tiền lệ và là hành động thù địch trước đó chỉ một ngày của Praha khi trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Séc tuyên bố 20 nhân viên đại sứ quán Séc ở Moscow là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời Nga trước khi ngày 19 tháng 4 kết thúc. Trước đó, hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Cộng hòa Séc tại Nga. Những động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Praha tuyên bố sẽ trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga do nghi ngờ cơ quan tình báo Nga có liên quan tới một vụ nổ kho đạn của quân đội Séc hồi năm 2014. Người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia tức Hạ viện Nga cho rằng quyết định của Séc là không thực tế, đồng thời cảnh báo có thể tác động nghiêm trọng tới quan hệ song phương. Và cũng liên quan đến Nga, mới đây cơ quan an ninh nước này FSB đã bắt giữ 2 cá nhân âm mưu một cuộc đảo chính quân sự ở Belarus nhắm tới việc lật đổ chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko. Cụ thể, trong thông cáo của FSB có nói trong một chiến dịch đặc biệt do Cơ quan An ninh Liên bang Nga cùng với Ủy ban An ninh Nhà nước Cộng hòa Belarus KGB tiến hành, các hoạt động bất hợp pháp của 2 cá nhân Yuri Leonidovich Ziankovich, luật sư, người mang 2 quốc tịch Mỹ và Cộng hòa Belarus, và Alexander Faduta, công dân Belarus, đã được ngăn chặn. 2 người này đã mưu tổ chức một cuộc đảo chính quân sự ở Belarus. FSB cho biết cuộc đảo chính được lên kế hoạch vào ngày 9 tháng 5 trong lễ diễu hành ngày chiến thắng ở Minsk. 2 cá nhân này đã lên kế hoạch chi tiết cho một cuộc đảo chính quân sự, bao gồm loại bỏ các nhân vật hàng đầu của chính quyền Belarus, chiếm giữ các trung tâm phát thanh truyền hình để phát sóng lời kêu gọi đến người dân, cũng như đánh sập lưới điện nhằm ngăn chặn quân đội và các đơn vị cảnh sát chống bạo động, trung thành với chính phủ hiện tại ở thủ đô Minsk. Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói, ông tin rằng việc loại bỏ ông đã được sự chấp thuận của giới lãnh đạo chính trị hàng đầu của Mỹ, cáo buộc các đặc nhiệm Mỹ đã tham gia tổ chức các sự kiện này. Thưa quý vị, mới đây Iran và nhóm các cường quốc đã tiếp tục cuộc đàm phán vòng 2 về thỏa thuận hạt nhân Iran tại thủ đô Vienna của Áo. Bước đầu, các bên liên quan đã có nhận định tích cực về kết quả của cuộc họp. Phát biểu sau cuộc họp với các đại diện của Nga, Pháp, Anh, Đức và Trung Quốc, trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araghchi khẳng định các bên tham gia đang tiến tới một cách nhìn nhận chung nhằm cứu vãn thỏa thuận này. Theo ông Araghchi, phái đoàn Iran đã đưa ra những văn bản đề xuất liên quan vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Dù cho biết giữa các bên vẫn tồn tại những bất đồng nghiêm trọng, nhưng theo ông Araghchi, có một sự thống nhất đang hình thành, giúp các cuộc thảo luận tiến tới một nước mới là cùng xây dựng một văn bản chung ít nhất là về những lĩnh vực có chung quan điểm. Phát biểu với báo giới bên ngoài phòng họp, đặc phái viên Trung Quốc Vương Quân nhận định, nhìn chung các cuộc thảo luận đã diễn ra một cách hiệu quả với tinh thần xây dựng. Ông Vương cho biết thêm rằng, tất cả các bên tham gia đều nhất trí thúc đẩy thảo luận về các vấn đề bao gồm những biện pháp trừng phạt sẽ được dỡ bỏ. Theo đó, các phái đoàn thống nhất sẽ đẩy nhanh tiến độ làm việc trong những ngày tới với những cuộc thảo luận bao quát và chắc chắn hơn về dỡ bỏ trừng phạt và những vấn đề khác liên quan. Trong khi đó, đặc phái viên Liên minh châu Âu Enrique Mora cho biết nhiệm vụ lần này dù rất khó khăn nhưng các bên đã đạt được tiến triển và đang tìm kiếm những giải pháp cụ thể. Phía Mỹ thận trọng hơn khi cho rằng còn quá sớm để đánh giá về kết quả của quá trình đàm phán. Tuy nhiên, việc Iran vẫn tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán là điều rất đáng hoan nghênh. Thưa quý vị, vào đầu tháng 4, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết New Zealand và Úc sẽ bắt đầu nối lại các hoạt động đi lại miễn cách ly giữa hai nước, tạo ra một bong bóng du lịch giữa hai quốc gia láng giềng đã đóng cửa biên giới với phần còn lại của thế giới để ngăn chặn Covid-19. Vào ngày 19 tháng 4, thì chuyến bay đầu tiên đã được triển khai tại Úc. Hàng trăm du khách đã có mặt để chuẩn bị tham gia chuyến bay đặc biệt đánh dấu sự kiện khá quan trọng này, nhất là trong bối cảnh đại dịch như hiện nay. Mặc dù hầu hết các bang của Úc đã cho phép người dân New Zealand tới mà không cần cách ly trong nhiều tháng qua, phía New Zealand vẫn tiếp tục thực hiện cách ly bắt buộc với những người đến từ nước láng giềng, với lý do lo ngại về các đợt bùng phát Covid-19 nhỏ ở Úc. Quyết định cho phép du lịch xuyên biên giới mà không cần xét nghiệm Covid-19 bắt buộc là một trong những thỏa thuận đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra khiến hai quốc gia đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Thủ tướng Úc Scott Morrison và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern cho biết trong một tuyên bố chung rằng biên giới mở sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế cho cả hai nước và giúp hàng nghìn người đoàn tụ với gia đình và bạn bè của mình sau một quãng thời gian dài. Hơn 600 năm trước, nhà thám hiểm Trịnh Hòa, đô đốc thời nhà Minh, từng đi sứ tới Kenya. Hạm đội của ông từng tới thăm bờ biển quốc gia này 4 lần, bắt đầu từ thị trấn Malindi vào năm 1418. Nhiều thế kỷ sau, Trung Quốc đang muốn tái hiện lại con đường tơ lụa lịch sử này bằng nhiều dự án ở châu Phi. Cảng biển Kenya do công ty Trung Quốc xây dựng sắp vận hành chính là vì mục đích này. Cụ thể, cơ quan quản lý cảng Kenya cho biết, công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc đã xây xong 3 cầu cảng đầu tiên ở cảng Lamu, nơi được quy hoạch trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa container và tàu chở dầu dự kiến vận hành vào tháng 6. Cảng biển nước sâu này có khả năng tiếp nhận tàu biển cỡ lớn, hỗ trợ cho cảng chính của Kenya tại Mombasa. Dự án 5 tỷ USD là một phần của kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng 25 tỷ USD có tên Hành lang giao thông vận tải cảng Lamu, Nam Sudan, kết nối Kenya với Ethiopia, Uganda và Nam Sudan. Tập đoàn Thương thuyền Trung Quốc đã đầu tư lớn và ký nhượng quyền tại Djibouti, Nigeria và Togo. Vào tháng 12 năm ngoái, tập đoàn này đã ký thỏa thuận trị giá 350 triệu USD với công ty đầu tư Grithorn, một tập đoàn nhà nước Kenya mở đường cho việc cải tạo cảng Djibouti trở thành trung tâm vận tải hậu cần và kinh doanh quốc tế. Tập đoàn Thương thuyền Trung Quốc rót đầu tư vào cảng Djibouti ngay sau khi đầu tư 590 triệu USD vào cảng đa chức năng Douala và 3,5 tỷ USD vào khu vực tự do thương mại quốc tế Djibouti. Việc đầu tư khủng vào Djibouti không có gì đáng ngạc nhiên bởi, theo nhiều nhà phân tích, Djibouti đóng vai trò quan trọng là một trung tâm trung chuyển của con đường tơ lụa trên biển thuộc sáng kiến Vành đai, con đường cũng như tiềm năng thương mại của nó trong tiếp cận với những khu vực khác ở châu Phi. Thưa quý vị, một thông tin về văn hóa tiếp theo. Bảo tàng Hagia Sophia được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, được thiết kế như một vương cung thánh đường Cơ đốc giáo vào thế kỷ thứ 6. Và đây cũng là điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm nhất ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, các nhà chức trách của bảo tàng đã cho trùng tu lại bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất. Theo Giám đốc Văn hóa và Du lịch Istanbul, nếu phục dựng thành công thì đây sẽ là tấm gương cho các nhà chức trách đang quản lý các kỳ quan lớn của thế giới khác noi theo. Hagia Sophia phục vụ người dân dưới hình thức là một nhà thờ trong vòng 916 năm và 86 năm như một viện bảo tàng. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian tồn tại, nơi đây được sử dụng nhiều nhất như một nhà thờ Hồi giáo. Năm 1985, Hagia Sophia được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Ngoài là một nhà thờ Hồi giáo, Hagia Sophia còn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho du khách trong và ngoài nước. Vì lý do này, nhà thờ Hồi giáo có tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa và du lịch đã được trùng tu nhiều lần trong suốt bề dày lịch sử. Đề cập đến những khó khăn mà nhà thờ Hồi giáo lịch sử đã phải trải qua trong những năm qua, tiến sĩ Coskun Yuma, giám đốc văn hóa và du lịch của tỉnh cho biết, Hagia Sophia đã bị đốt cháy trong cuộc nổi dậy Nika, bị cướp phá trong cuộc xâm lược Latin và bị hư hại trong một số trận động đất lớn. Do đó, công việc trùng tu đang được thực hiện một cách công phu. Ông Yuma nhấn mạnh rằng Hagia Sophia đã và đang được sửa chữa với phương pháp luận, độ chính xác, sự kiên nhẫn, nỗ lực và chuyên môn có thể được xem như một hình mẫu trong lịch sử trùng tu thế giới. Thưa quý vị, theo CNN vừa qua, khoảng 200 tấn vỏ sò khổng lồ khai thác trái phép trị giá gần 25 triệu đô la Mỹ đã bị thu giữ ở Philippines. Đây là một trong những hoạt động khai thác trái phép lớn nhất ở nước này. Theo đó, từ trước đến nay, Philippines được biết đến là nơi có rất nhiều loại sò nhiệt đới khổng lồ trên thế giới, và cuộc đột kích thu giữ gần 200 tấn vỏ sò hôm thứ Sáu 16 tháng 4 đã diễn ra ở tỉnh Palawan, miền Tây nước này. Đây được coi là một điểm nóng khai thác trái phép. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết 4 nghi phạm đã bị bắt trên đảo Green Paradise ở biển Sulu, nơi xảy ra vụ vận chuyển số lượng vỏ sò khổng lồ nhất từ trước đến nay. Ước tính giá trị của vụ vận chuyển này là 1,2 tỷ peso, tương đương với 24,8 triệu đô la Mỹ. Nó đã vượt qua kỷ lục trước đó ở Palawan. 80 tấn vỏ sò khổng lồ trị giá 3,3 triệu đô la Mỹ đã bị bắt hồi đầu tháng trước ở đảo Johnson. Các nhà bảo tồn đã bày tỏ mối lo ngại về tình trạng buôn bán bất hợp pháp ngày càng tăng đối với các sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, được sử dụng thay thế cho ngà voi. Theo đạo luật bảo vệ động vật hoang dã của Philippines, giết các loài có nguy cơ tuyệt chủng có thể bị phạt 12 năm tù và tiền phạt lên tới 1 triệu peso. Tiếp tục là một thông tin về động vật khác. Mới đây tại Ấn Độ, một chú tê tê đã được cảnh sát ở nước này giải cứu khỏi một kẻ buôn lậu động vật hoang dã sau một cuộc đột kích ở làng Abhimanpur, miền đông Ấn Độ. Chú tê tê trong video nặng 14 kg và dài khoảng 1,2 mét. Tê tê, một loài động vật có vú, sống về đêm, có vảy và được bảo vệ theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, tê tê là một trong những loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất ở châu Á, nơi thịt của nó được coi là món ngon và vảy của chúng được sử dụng cho mục đích y tế. Lớp vảy cứng làm bằng keratin của chúng được sấy khô, nghiền thành bột và sau đó được sử dụng trong các loại thuốc ở Trung Quốc để chữa các bệnh như tiết sữa kém, lở loét và thấp khớp. Đến đây thì FBNC Thế giới hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.